Ê Tài Khoai, súng hay dao, mày chọn đi. Nam ơi, Nam ơi, anh đút cái súng vào bảo vô họng nó, làm sao nó trả lời? Ờ, đúng rồi đại ca. Sao? Đừng có chọn Tài ơi, chọn cái gì cũng chết, ngu sao chọn? Không chọn thì cũng chết. Lỡ là đứng chơi nhà anh Nam ơi, muốn cái này là chết chậm cả đám đó. Không vui hả? Chơi trò khác nha. What? Quay quay, anh chặn mấy con Tài đó, làm sao nó đếm tiền trả? Anh nhiều chuyện kia, bộ tao không biết đếm tiền hả mày? Đợi đã. Sao vậy con? Con sao vậy? Mấy giờ rồi má? 6 giờ. 6 giờ rồi. Chạy giờ đi làm rồi. Chạy giờ đi làm của con rồi. Sao còn ngồi đó? Nhưng mà... Con bệnh hả? Má đi gà đi mà. Con chỉ é e thôi mà. É e là sao? Ê trời, lại đá dầm nữa. Má này. Má uống thuốc đi. Má uống thuốc đi. Con đi làm nha. Tai, khoai con. Cha nó lủng tùm lum hết cái chục lỗ ở chỗ nào giá nữa. Trời, hồi nãy dính có một cây làm gì tới chục lỗ như vậy? Nè mày coi nè, nó nát còn hơn cái mặt của tao sao giá? Cái ruột xe mày bị ung thư rồi. Rồi giờ sao chú? Thay ruột mới đi. Thay ruột mới? Mà thay ruột nước nào được chú? Ruột nội địa, thay không? Thay. Chú làm gì vậy? Tao móc ruột. Nhiều? 50 ngàn. Cái gì? Thằng quỷ mày la sùm hết thôi. Mày la vậy tao tưởng tao thiếu nợ mày sao? Con còn đúng 50 à, chú bớt con chút đỉnh đi, chưa còn ăn cơm nữa. Thì thay ruột xe rồi ăn cơm chi nữa. Trời ác độc thiệt chứ. Giờ mày thay không? Trời rồi thay, chú thay lẹ em con đi. Thay lẹ 60 ngàn à. Chú thay từ từ thông thả nha chú. Coi chừng giữa tay chú nha. Làm mà đã khó hơn hơn. Chú ăn đi con, thay lại thảo đi. Thôi tao không ăn đâu. Ăn mày cười tiền tao sao? Trời ơi, chú thay lẹ giùm con đi, gấp lắm rồi nè, để giờ không rồi. Chết mẹ gãy răng rồi. Mới thay cái răng giả, bà nội cha mày hỏi tao. Tao mới nghe từ chó. Tại sao đi trễ? Xe em nó bị bể bánh. Trời ơi, lần thứ 10 bể bánh. Bây giờ 11 cũng nói bể bánh. Bể bánh đúng không? 100.000 bể bánh. Hả? Hả cái gì mà hả? Bây giờ muốn trừ hay là muốn đuổi việc hay muốn làm tiếp nữa hả? Hành động gì vậy? Mưa nắng. Mưa con mắt mày. Tao mới sửa môi. Tâm ơi, làm tiếp đi.
Anh như vậy vậy? Bờ môi quyến rũ quá. Thiệt không? Chúc mừng mày, cuộc đời mày sắp nở bông rồi. Bả kết mày. Dòm hoài, dòm vậy chừng nào mới cứu được gái. Mày xuống đây giùm tao, tao giết anh này cho. Anh mua thịt em nha, hôm nay mông ngon lắm á. Tên gì? Hỏi ai vậy? Em với con heo con nào có tên? Đâu? Số điện thoại. Mua chứ anh hỏi số điện thoại chi vậy? Anh giàu có mua thịt của em. Mặt bạn của anh nè, nó mua thịt em. Có khúc nào nặng nặng không? Chừa cho nó một khúc đi. Mới sáng sớm được gặp âm binh rồi hả? Tao thề với mày á, tao mà không cứu được con heo uống này cho mày á, tao làm người á. Ủa sao vậy? Nó nói mày á, đâu uống vào được thịt tươi, đĩa mà rồi đây chân hạt, tao sẽ cho nó tội nguyện. Ông già, làm biết hả? Ngồi chỗ vắng vẻ vậy sao xin tiền được? Mệt quá, thèm cà phê sữa đá quá. Làm gì hả? Mày để đâu? Mày để xe mày, tông vô xe tao. Mà chưa hết nữa, mày làm ông già tao sợ. Mày tính sao? Đụng xe anh tôi xin lỗi. Còn anh nói đây là ông già của anh hả? Đừng có sao ke. Sáng nào anh cũng chở ông già này qua góc bằng kia dầm mưa giải nắng ăn xin. Anh cho nhắc người già chứ gì? Mày. Thôi đúng rồi cậu ơi. Tôi là thằng cha của nó mà. Không phải, con cái gì mất dạy để cha mẹ mình ăn xin vậy đó. Mày nói gì mày? Nè, đừng có manh động nha. Tôi nói trước tôi không biết làm gì với anh đâu đó. Tôi không biết kẹt cái tay chân anh đâu đó. Đứng lại, tôi sẽ đứng lại. Đám rau thôi mà. Rau thì là rau, nhưng mà mình cũng phải dừng lại để xem như thế nào rồi còn đền cho người ta nữa chứ anh. Sáng ra anh chờ em mới cướp 30 phút, thay đồ lựa đồ vậy anh không biết 22 phút rưỡi. Bây giờ nè em thấy chưa, trễ giờ đối tác 5 phút, anh không vì một bó rau mấy đồng bạc mà tự nhiên đánh mất luôn uy tín của anh đâu. Được rồi, coi như là lỗi của em. Em xin lỗi anh, được chưa? Anh dừng lại giùm em đi. Không sao đâu anh, chỉ là cái kính thôi mà. Mày gì đấy? Anh đền rau cho tôi đi, nếu không tôi cắn lưỡi tôi chết luôn á. Ê thằng điên kìa, muốn đền rau á đi tìm một khùng đó nha. Mày gì không biết thứ gì không chơi kỳ vậy? Ra của tao. Mớ gà củ quả này chơi trừ chút xíu vô phần lương tháng sau giùm em nha. Chờ cơ bắp tay. Mày chính thức hôm nay bị đuổi việc hả? Mớ gà củ quả đó chừng 200.000 là cùng thôi. Chế cho em xin phần lương còn lại đi. Mày tính với chế hả? Được rồi, chế tính cho mày coi nè.
Hả? Đố con heo chó già. Mày còn chửi xin như thế nữa hả? Thằng ngu dại. Tôi nhìn bà, tôi nhìn ông hết lỗi rồi nha. Trước sau cũng bị đuổi việc, hôm nay chơi khô máu với ông luôn nè. Nhắm ăn nha, ăn trọng ăn hết nha. Ăn cái xương máu người ta nha. Ăn cái mồ hôi nước mắt người ta nha. Ăn cái búa giấy gà nha. Không khổ tôi nhét cho mày. Thằng cha mày á, đầu trộm đuôi cướp. Đẻ ra mày á là cái giống loài gọi là cái giống loài mất dạy. Không ai dạy mày cho nên mày mới như vậy. Tao nói cho mày biết, má mày không dạy mày nên hôm nay tao phải dạy mày. Ông bà mày không dạy được mày thì hôm nay tao dạy mày. Tao phải dạy được mày thằng mất dạy. Thằng mất dạy. Cha mày á, thằng đầu trộm đuôi cướp. Trộm đuôi cướp. Trộm đuôi cướp. Má biết không, lúc đó ha, con dùng hết sức của con chửi một chữ vô người của ổng. Ổng lăn, ổng té xuống, ổng bò càng, ổng quỳ lại xin con tha mạng cho ổng. Nhìn mặt ổng lúc đó con mắc cười muốn chết luôn. Con của má nè, ngon khoai ngon củ nè, sáng láng đẹp trai, xin việc làm dễ như là ăn khoai vậy đó. Cho nên má không có được buồn nữa nha. Ôi, khoai bốc mùi, thơm quá. Còn ra ngoài ăn, không cho má ăn đâu. Ngon quá xa là ngon luôn. Khoai của má nấu là số nhất. Thank you.
cưng. Chị thương cho chót đi chị. Nhưng mà quán chị đông khách, mỗi lần bưng á là bưng cái chồng tô vậy đó. Em mần được mà, để mần thử chị coi nha. Ê, mày làm gì vậy? Mày trường. Gian nữa. Khi nào tìm được việc, em xin ứng lương trả cho anh năm liền. Em thề á, thề luôn á. Thôi khỏi thề. Ai mà nỡ bắt cưng thề vậy tội nghiệp. Thấy không? Anh tu từ nhỏ đến lớn mà. Anh ăn trái trưởng. Đúng rồi. Bây giờ cho xin cái tay về chiên nước mắm cho mấy đứa đệ nhậu chơi được không? Ê năm đô. Thằng Tài Khoai Lang là con nợ lớn nhất của bảy thẹo đại ca tao. Tụi bay khốn hồn thì thả nó ra. Đại ca tao còn xử nó. Ê, thằng mặt đần này vậy mà cũng đủ tuổi mượn tiền của đại ca bảy thẹo hả mày? Ê thằng kia, đệ tử bảy thẹo mày đi xe đạp hả? Mày tưởng đại ca tao ngu hả mày? Úi da, mày hầu á. Nó nói đúng. Bắt sống nó cho tao. Lại bây giờ nó. Lại Lại đúng rồi, bắt nó. Còn mày bây giờ đi. Đừng ra tôi đi, cô kia. Đứng lại, đứng lại, đợi ra ông tôi đi. Nè, cô quá đáng thiệt nha. Cô thiệt là quá đáng mà. Cô đẩy tôi tới nước này, chắc là tôi phải đi ăn cướp thôi. Bọc, con ngồi này, con phải nè. Chú ơi, chú cho con xin cướp của chú chút bình tiền nha chú. Rồi khi nào con giàu có, cái con tìm chú, con trả lại cho chú nha chú. Con nạn đi chứ, đừng đồ của người ta con đánh người ta nữa. Chú, khóa chiếc xe bên đường kỹ giùm con, tên cướp đó để con lo cho. Trời, lại y chang. Sao mày nhanh quá vậy? Tao có cướp của mày đâu? Của tao hay của ai cũng là loại cướp. Mày trả lại đây đi. Không trả. Ba tao nằm viện, nhà tao có 8 miếng ăn, tao cần chiếc vali này. Tao nặng nỉ mày á, mày trả lại đây. Trời ơi. Còn củ cuối cùng cho mày nè, ăn lấy sức rồi đi về đi. Cướp đâu hả? Sao?
Ta trả rồi còn muốn bắt người ta nữa hả? Cùng đường lắm người ta mới đi làm ăn cướp chứ có ai muốn vậy đâu. Mấy người ngồi trong mát không à, đâu có biết được cảnh cực khổ người ta khi đi xin việc mà không được nhận. Tiền hồ sơ xin việc hết 10.000 đồng rồi, rồi tiền chụp khỏe 30.000, tiền khám sức khỏe này nọ nữa vài chục ngàn nữa hết bao nhiêu rồi hả? Đã không nhận người ta thì thôi trả hồ sơ lại cho người ta đi. Giữ làm cái gì? Giữ làm mắm làm muối trong nhà mấy người để mấy người ăn hả? Nói tôi nghe coi. Nói. Tôi là đàn trợ lý thôi, mới nói có câu làm gì dữ vậy? Vậy thôi. Ông trời có làm khó ai cả đời đâu cậu. Đây là chiếc đồng hồ phong thủy, luôn đem lại may mắn và sức mạnh cho người đeo nó. Tôi may mắn đủ rồi, giờ tặng lại cho cậu coi như lời cảm ơn. Có may mắn thiệt không? Chết à, chiếc xe đạp của tôi. Sống thiệt chứ. Sao lần nào gặp cô tôi cũng thương tặng mạng hết á. Ít ra cô phải nói tôi một tiếng xin lỗi để tôi xả xui chứ. Bây giờ là tông chó này kiếm đánh cho tao. Của tiệm em hôm nay hả? Đây là số con heo trong nhà. Và quà tặng cho anh là một chiếc xe đạp trị giá 3 triệu đồng. Thiệt hả? Cái này bán được nè. Trời ơi, giảm ga, giảm ga, đạp thắng lại, đạp thắng lại đi. Đạp thắng chỗ nào? Trời ơi, con mày kiếm con bao nào, mày lũ như vậy đi. Con bao nào? Quay. Ê, con Trần, Trần. Ơ, cái gì vậy? Thắng lại đi, sao bây giờ? Ê, ê, ê. Cảm ơn ông. Cẩn vậy làm sao mà chạy xe được? Rồi có sao không? Không, không, không sao. Xe đạp của con. Tôi quảng quá. Tôi thấy xe nó. Tôi thôi, ông cũng vì cứu con mà làm hư chiếc xe của con bé này. Hay là con sẽ đổi chiếc xe của con cho nó. Mà không biết nó chịu không nữa. Chịu. Con hiểu không chú? Cái
cái nha là tao cho mày chọn một là lựu đạn, hai là dao nha mày. Dạ dạ, em biết rồi mà. Mày có tin là tao cho cái xe mày sáng rực nhất khu phố này không? Anh cho em thêm vài ngày nữa đi anh. Cái đồng tiền của má nữa. Cái kiểu làm ăn ác nhân tất đức như em vậy, giang hồ như anh còn chịu không được mà. Em sống chỉ cho chặt đất vậy. Em vợ con gái năm thai em lần này, em thề với anh Năm, em hứa với anh Năm không bao giờ em dám nữa. Ai mà bắt cưng thề vậy? Tội nghiệp. Bây giờ cái đinh này dính nhiều máu của anh quá, giờ sao sao? Dạ thưa anh Năm, cái này không sao đâu, chích người là hết rồi. Người ta bị hoài à, em đưa 85 ngàn chích người là xong đó. Còn riêng anh Năm 100 ngàn á. 10 triệu. Mày điên hả Năm? Cho tao mày. Anh Năm ơi, cái đường này em rải đinh 7 năm nay, đường vắng quá, đâu có đủ 10 triệu đưa cho Năm anh Năm. Nếu không có 10 triệu thì anh sẽ giải quyết cái này nè. Năm ơi em lại Năm. Ê Mạnh Đừng, mày biết chỗ nào giá xe hơi không mày? Tao tưởng tao xui mày còn xui hơn tao nữa. Em xui ở đây mà lo cái xe kia đó nha. Không biết chỗ nào giá xe đã vào không? Đại ca đã giúp em. Trời ơi, thưa đại ca quá. Xe bị hư hả đại ca? Bị công niền hả? Em thay niền cho. Thay luôn dây sên cho đại ca, khỏi lo. Miễn phí luôn. Không không, không lấy tiền hả? Tiền bạc gì? Chỉ cần đại ca nói với anh Năm rô một tiếng cho em là được rồi. À đại ca, cái áo này hồi sáng có thằng Lợi giá 8 lỗ xe, nó có tiền trả em lột áo nó luôn. Bây giờ em tặng đại ca làm kỷ niệm. Ông Bụt nhìn thẳng vô mặt con, nói hồ biến. Chiếc xe đạp với cái áo từ trên trời rớt xuống mặt con một cái bụp. Má thấy không? Trước sau gì ngày mai con cũng có việc làm thôi. Dậu ơi, có nhà không? Chị Hậu ơi. Thôi, mày đi đâu đó? Chú lại. Chú Tư ơi, con lại chú Tư, tha cho con lần đầu đi chú Tư. Chiếc xe là con đổi chứ con đâu có bán đâu. Còn chuyện cha xấu lớp, tự nhiên ông dựng chuyện nói con là đại ca của ổng, chứ con đâu có tham gia vô đường dây rải đinh đâu. Mày nói lảm nhảm cái gì mà xe với đinh chú không có hiểu. Thôi im đi nghe nè, để cho chú còn đi về nữa. Khu đất này quận đã đồng ý quy hoạch dự án biệt thự ven sông. Chủ đầu tư đã gửi giới hạn bàn việc đền bù giải tỏa đến các hộ. Chỉ có nhà mày là không có địa chỉ nên người ta không gửi được. Chú mang về giùm nè. Giải tỏa? Vậy là má con lại ra đường ở nữa hả? Ơi, áo đâu đẹp vậy má? Má nói ra chỉ sợ con không dám mặc thôi. Đồ của má mua bao bố con còn mặc nữa, nói chi cái áo ngon khoai ngon cũ vậy. Má mua hồi nào vậy? Chắc là mắc lắm đúng không? Mua lâu rồi, nhưng mà tính để cái dịp quan trọng như là ngày cưới vợ. Chúng phóc luôn, hôm nay là ngày quan trọng nhất luôn nè.
Hôm nay đi xin việc làm, đi xin việc quan trọng hơn cưới vợ luôn. Đẹp không má? Đẹp lắm. Alo. Bộ đồ đó là để đền anh cái mắt kính, với lại coi như quà để làm què nha. Anh thích không? Thích chứ. Mà anh đang đâu thì đâu sẽ ngồi được. Anh đi à, em xuống phòng trước nha. À, có người hỏi được anh à, được vậy, quyền trân công chúa hả? À, quyền phải phải. Anh, quần dây áo mừng chưa? Xin việc? Công ty của mình đâu có tuyển thêm người đâu. Dạ em không biết nên phụ trách nhân sự mới không có mặt. Nhưng người ta cầm tờ đăng tuyển ghi đúng tên công ty mình luôn đó chị. Kỳ vậy. Thôi được rồi, cho người đó lên nói chuyện với tôi coi có chuyện gì. Dạ. Lại là cô. Ông giám đốc đâu rồi? Anh đến gặp ổng có chuyện gì? Ổng vẫn xin việc. Anh xin vô vị trí nào? Nhân viên giao tài liệu. Nè. Ủa, mà cô ăn mặc xinh đẹp vậy, đều đi chiếc xe xịn của cô mà cũng tới phỏng vấn xin việc nữa hả? Bộ, đừng có nói với tôi là cô chở tài liệu bằng chiếc xe trắp nắp của cô nha. Nếu đúng vậy thì sao? Nếu cô kiếm tiền bằng cách chân chính thì cũng đâu có sao đâu. Đúng. Tuy là suy nghĩ của anh hơi mắc cười, nhưng mà tôi đồng ý. Ủa, chết cha rồi. Không lẽ tôi với cô phải sống chết một mắt một còn hả? Là sao? Thì tôi với cô cùng tới xin việc chung nè. Nếu như mà cô thắng thì tôi thua, còn tôi thắng thì cô thất nghiệp hả? Đúng rồi. Vậy giờ sao giờ ta? Trời ơi, sao lần nào gặp cô cũng đại quả đổ đầu tôi hết á. Thôi, nhường cô luôn á, tôi bỏ cuộc. À, anh sợ thua tôi đúng không? Không dám đâu. Vấn đề cô là con gái, không lẽ. Trời ơi, tôi là đàn ông nè, tôi xin việc ở đâu mà không được. Thôi, nhường cô luôn á, tôi về. Khoan đã. Dạ thưa giám đốc, anh Dũng nói cần gặp chị gấp à. Nói với anh ta về đi, tôi đang tiếp khách quan trọng. Trời trời, cô là giám đốc hả? Hả?
là qua làm việc nha. Ừ. Hả? Nhận luôn hả? Không cần phỏng vấn hả? À, tại vì anh là trường hợp đặc biệt. Cảm ơn nha. Vậy trước nha. Có việc làm gọi lại. Hay. Có việc làm gọi lại. Có việc làm rồi. Có việc. Chào đại cháy. Khách quan trọng, đặc biệt. Và bộ đồ hiệu em nói mua cho anh. Anh giải thích đi. Tại sao thằng đó lại bận trên người? Hả? Chuyện không như anh thấy đâu. Nè, tặng chị củ khoai làm quen. Vậy thì bây giờ cái chuyện cũng không như là em nghe thấy đâu. Ăn đi, ngon lắm á. Nè, em có nhớ cái lúc mà anh với em nói chuyện điện thoại không? Cô ta chủ động tiến lại gần anh để mà tìm cách chia rẽ tụi mình. Sáng mơ gặp nha. Có việc làm rồi là có việc làm rồi. Thôi được rồi, anh hứa anh sẽ không bao giờ để cho cô ta có cơ hội để tiến lại gần anh, gây thêm hiểu lầm nữa. Chịu chưa? Anh hứa rồi đó nha, không có lần sau đâu đó. Còn chuyện quần áo sáng nay cũng chỉ là sự hiểu lầm thôi. Anh biết mà. Với một cái tên nhà quê như vậy thì làm sao lọt vô mắt của em được, đúng không? Vợ sắp cưới. Kiếp trước tao bắt nợ mày hay sao mà cứ chỏ mũi vô chuyện làm ăn của tao hoài vậy hả? Muốn ăn đòn nữa không? Lần này mày đừng hòng chạy thoát tao. Tao mà không cho mày một bài học, tao bỏ ăn khoai luôn. Đừng im. Anh kia, cái gì vậy? Anh đang bị bắt. Bây giờ Phượng đừng bắt tôi. Tôi tội gì? Về Phượng đâu biết? Đừng bắt tôi. Dạ không, tụi con mời chú về Phượng để trung tâm bảo trợ sẽ lo cho chú. Đừng để mấy đối tượng bị truy nã này chặt chắc nữa. Thế hả? Cảm ơn cậu nghe. Vừa qua đối xử tốt với tôi và cậu hết á. Dạ con mời chú. Đây là giấc lòng màu hồng của mình, luôn đem lại may mắn và sức mạnh cho người đeo nó. Camera hướng này thì phải nhìn hướng này chứ, nhìn hướng này bị rồi phim đâu có đẹp, đúng không? Dạ. Làm lại lần nữa. Làm lại. Nhớ nha, tập trung vô nha. Rồi, ráng tập trung nha em ơi. Làm lần nữa nha. Rồi, tất cả chuẩn bị ha. Chiếc đi stand by. Camera. Cam rolling. Set cam. Cam set. Tất cả chuẩn bị. Máy. Hả? Máy. Camera in action. Đây là món quà. Tuyệt vời, tôi dành cho bạn gái của tôi. Nó làm gì vậy? Trời ơi, chuyện hay vậy? Cắt đi. Cắt đi. Cắt đi. Cắt lên đi. Tao biểu cắt. Tao rồi. Tao nói mày à, thằng trợ lý. Cậu á, đi xuống. Mày kiếm đâu ra cái thằng ngu ngáo này vậy mày? Mày nói với tao đó là diễn viên nổi tiếng hả? Tại nó nói em nó nổi tiếng mà. Nó má mày, mày cũng tin hả? Tao cho mày trong vòng 30 giây nghe, mày kiếm một thằng ngu ngáo khác thay cho tao. Không là mày bị nghỉ việc. 30 giây hả? 30 giây kiếm ngu ngáo đâu ra trời. Không bắt kiếm đẹp trai mà đòi ngu ngáo khác gì đâu. Trời ơi, đâu giờ? Đâu giờ? Tránh ra coi. Mặt nhau hả? À, có rồi, đâu cần tới 30 giây. Anh ngu. Thấy cái cổng nhạc nhạc anh trả nó không? Tự nhiên có xuất hiện chiếc nhẫn ở trên đó. Vì đây là cổng thằng Thi mà. Anh nhảy lên đó anh lấy. Vì đó là của anh. Hiểu không? Cái đó là của tôi thiệt hả? À, ừ. Vì đó ra đó. Oh!
gì vậy? Dạ tao nhớ. Sao mới một ấm quàng ô không một quan tử vàng sao mới cậu sẽ là của tôi đây diễn như không dĩa quá đỉnh 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 luôn. Đây đây là cặp visit của tôi. Tôi sẽ biến cậu trở thành một ngôi sao sáng chói. Cậu thấy lẹ. Má. Trời, ngày nào con cũng là má hết hồn à. Xin được việc hay không mà giống tắc kè bông vậy? Má, má, để con đổi thuốc mạnh hơn cho má nha. Thôi con à, thuốc á, lúc uống lúc không, thành ra nó bị lờn thuốc. Má, con xin báo cho má một tin long trời lở đất luôn nè. Con đã được làm trong một công ty bự chà bá luôn. Cho nên mình không có sợ hết thuốc nữa. Từ ngày về sau má không có được lờn thuốc nữa nghe chưa. Trời ơi, ông ơi. Ủa nghe tôi nói không? Ông đi đi, tôi phải dạy cho bạn ông một bài học. Đi ra. Có, tôi nấu cháo cho má tôi ăn rồi. Chứ ngu gì tặng anh, cho cô. Anh còn chối nữa hả? Xin xẻ nó tôi ngu hả? Thôi thôi, của tôi được chưa? Của anh hả? Sao anh không nói sớm? Em á mà biết của anh đó hả? Em ăn sống luôn rồi. Anh đúng là soái ca ngôn tình của lòng em. Dao chổi chú ơi. Rồi để xuống đó đi con. Giám đốc, sao để bộ vậy? Xe bị hư hả? Lâu quá không đi xe máy nên tôi cũng không biết nó bị gì nữa. Để tôi coi coi. Ồ, kè nhấn kêu hả? Ừ. Mà đề không được. Ừ. Lạ ta, kèn vẫn nổ, đề không kêu, đẩy bộ vẫn đi. Xe này bị năng y chắc luôn rồi. Hả? Tôi có quen với cha đệ già làm nghề rải đinh sửa xe miễn phí, để đem theo bệnh nhà ông giúp cho. Rải đinh mà còn sửa xe miễn phí hả? Anh Tài. Nhỏ thôi mà. Giám đốc coi tôi vậy chứ. Tôi khỏe lắm á. Giám đốc không tin hả?
tôi bưng chiếc xe lên cho giám đốc coi thử nè. Ơi, chào ông Nhân. Ủa, chú làm gì đây vậy? Nhờ ông Nhân, tôi vô làm trong công ty môi trường đô thị nhá. Tôi cắt cỏ công viên nè. Thiệt hả? Người yêu ăn dân hả? Dạ, dạ không. Đồng thanh đồng dần dữ nha. Không có. Thêm lần nữa là coi như ý trời xe cặp. Không phải vậy đâu chú. Biết nghe mà. Trời ơi, trời ơi, chú làm rồi. Thôi trời. Xe bị sao vậy? Xe không hết xăng. Bất thắng vẫn ăn. Mở khóa vẫn được. Bật đèn vẫn sáng. Mà đèn nó không có nổ. Lên xe ngồi thử coi. Gạt trống. Đây. Giám đốc. Trời ơi, tôi xin lỗi thôi mà. Nhưng tôi cần phải đo diện tích lại. Chúng tôi phụ trách sự kiện lô trình cho công ty MIDI. Phiền hai anh chị cho anh đây lên đo đạc khảo sát lại phòng hội nghị lớn. Với lại cho tôi gặp chị Quyền quản lý. Dạ, dạ. Chị chờ em một chút ạ. Thank you. Sao anh dám làm như vậy? Giám đốc biết được sẽ buồn lắm biết không? Ủa kệ tao chứ mày. Con bồ của tao buồn hay vui á thì liên quan gì tới mày, mày hiểu chưa? Về mét đi, tao thích mày mét luôn á. Còn nó tin tao hay tin mày? Tôi không mét. Vì nếu tôi mét, giám đốc sẽ không được vui. Bây giờ anh đi về đi. Nếu không, tôi không có tha cho anh đâu đó. Mày cũng láo nha. Trả rồi hả? Hả? Không có chuyện. Trời ơi, anh đi về đi, anh không được vô trọng, nếu không còn có tha cho anh đâu. Bỏ tay mình để mày ra mày, đi mày. Thích mì đúng không? Tao nhường cho hai bữa xài chơi á. Thì tao xài, mày chán. Cuốn này là dành cho anh Tài. Còn cuốn này là lời chào Vĩnh đi. Mình đi anh. Mày nhớ cái mặt mày đó thằng đơn kia. Tao sẽ cho mày sống mà không bằng chết. Ốm dịch. Tiền mà vẫn có khoai. Hay là như vậy nha. Mỗi lần mà má khóc á, tôi cất giọng ca của tôi lên là má hết hồn đứng thinh luôn. Sáng ăn khoai, khoai ăn sáng. Sáng ăn khoai, khoai ăn sáng. Sáng sáng cầm củ khoai lang vào trên chiếc xe sang. Đi lang thang ngoài đường cho người ta nhìn tôi. Nhưng sự thật là ngày hôm qua tôi buồn tội người ta vậy thôi. Thằng khốn, cho mày chết. Tao sẽ treo mày lên. Thank you.
Cuộc đời tôi không biết ghét ai bao giờ luôn. Chỉ duy nhất một người mà tôi muốn nhắc tới thôi. Và đó là... là ai? Nói đi mà. Đã nói là muốn nhắc tới rồi. Nói đi. Thì là chồng của má. Có nghĩa là ba của anh? Tôi không có kêu vậy. Là chồng của má thôi, vậy được rồi. Tại sao lại vậy? Tại ai biểu tự nhiên ông chui vô tù ở làm chi? Là má tôi phải khổ sở, một mình nuôi tôi khôn lớn, cực thấy mồ luôn. Xin lỗi anh Tài. Chắc mày vô duyên quá ha. Tại anh Tài nói là tự nhiên chui vô tù, mà ở tù có ai muốn đâu mà tự nhiên chui vô. Tôi từng từng vậy á. Cuộc sống này nó cơ cực quá mà, phải từng từng như vậy mới sống nổi chứ. Anh ta lao vào thịt đựng như con hổ lao vào mồi. Lúc đó tôi sẽ cho quay slow motion. Anh ta mới bắt đầu quỳ xuống hướng vào chiếc nhẫn. Quá đừng phải không giám đốc. Đó, coi như trong tay chúng ta đã có một vũ khí bí mật cỡ khủng. Bây giờ mình làm vài chiêu PR quảng cáo cho giới truyền thông nữa là coi như mình ba đạo. Nhưng mà nếu như vậy thì cá xê có khủng không anh? Cái này giám đốc khỏi lo luôn ha. Tao nói nó rẻ như là cho không nhỉ. Để tôi gọi anh ta tới đây để gặp giám đốc nha. Chết tôi. Bữa đó tôi cho ảnh cái cặp visit của tôi mà tôi không có xin cái số điện thoại của ảnh. Nhưng mà giám đốc yên tâm đi, cho dù phải lục tung cả cái đất Sài Gòn này lên, tôi cũng phải tìm cho bằng được. Anh Tinh, cái tiền mà anh cho em mượn để lo thuốc thang cho má em á, giờ tính sao chứ lâu lắm rồi á. Anh Năm ráng cho em bu thêm lãnh lương cái em trả anh Năm liền. Anh Năm cuối tháng này hả em? Như vậy á, để cho má của em á quyết định coi là nên cắt cái lỗ tai này hay là lỗ tai này. Em là anh Năm đừng mét má em. Như vậy là cắt cái lỗ tai của em, không cho má em biết không? Cắt lỗ tai này. Anh Năm, anh Năm, anh Năm, anh Năm, anh Năm. Cắt, cắt, cắt. Mấy người đòi phim nào tới đây? Nè, định cướp ngôi sao của tôi hả? Cái gì? Ngôi sao? Giới thiệu với ông ha. Đây, món hàng 10 triệu của tôi. Hả? Em thiếu anh có 5 triệu sao giờ lên tới 10 triệu vậy? Nên, tiền lời nữa. Thấy không? Chứ tao đưa mày nhiêu tao lấy lại nhiêu cho đám cô hồn của tao cạp đất mà ăn hả? Bây giờ trả 15 triệu có thả người ra không? Muốn chơi hả? 60 triệu. 61. 62. 65. 66. 68. 7. Đúng. Bao nhiêu đại ca? Chạy mấy chữ. Đạo diễn ơi, lần đầu tiên thấy ship đấu giá thành công đó. Lúc trước đấu giá thua hoài nhục chết luôn. Chúc mừng, vui quá. Yeah. Đây nè. Thôi rồi, được rồi, đừng có tiền nữa. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Để coi coi. Được rồi đó. Diễn. Diễn. Để cho đẹp, mình trân trọng hơn trên hai tay. Ngồi xuống đi. Xin lỗi ông, ông dự tính bao giờ cho ngôi sao mới của ông ra album? Hả? Anh Bum? Nhưng mà chắc hợp đó. Anh đâu có biết hát. Đó sẽ là một thảm họa. Đúng. Nhưng truyền thông cần điều đó. Công chúng cần điều đó. Lệ Vui bây giờ hết vui rồi. Công chúng cần thảm họa mới. Hả? Đêm đến cứ đi chơi, ôi bao nhiêu quần áo mới. Xe hơi lung linh đi khắp các mọi nơi. Đi đến chốn xa hoa, ai ai cũng phải nhìn ta. Sự thân là một vài đêm tất cả là cùng người ta. Trả lại những thứ tôi đã vay mượn ở trong đêm qua. Trả lại vài ngày rồi mãi tôi bình thường thôi. Cứ sống như tôi rồi đây mai chợt nhận ra. Tất cả đều là điều dối trá. Đã đến lúc tôi nên nhận ra, trong cuộc sống quá xa lạ. Đã đến lúc tôi
hẹn mùa hoa cuộc sống xa vơ. Để gian xuân không phải ngồi lo âu, màn đêm xuống tôi phải như đâu. Vì sống áo, hãy cố gắng sống cho ngày mai, mau gạt đi những ngày dài. Hãy cố gắng bước đi bằng đôi chân với tình ta. Chị đợi em tí nha. Em lên coi rồi lấy phòng cho chị. Cảm ơn em nha. Cô Lam Tài. Không, cô Lam Tài. Cô Lam Tài. Chào mừng quý vị khán giả trở lại với chuyên mục 5 phút dành cho sao với sự hiện diện của ngôi sao mới nổi, cô Lam Tài. Trong thời điểm mà ngành quảng cáo đã quá bội thực với những trai xinh gái đẹp, nam thanh, ngọc nữ, thì tự nhiên anh đột ngột xuất hiện như một làn gió mới. Và mọi người đã tặng cho anh một cái danh xưng là Hoàng tử quảng cáo. Anh nghĩ sao về danh xưng này? Tôi biết là anh không thích, nhưng xuất phát điểm mộc mạc như anh, tôi nghĩ là sẽ có một danh xưng thích hợp hơn với anh là Hot Boy quảng cáo. Ok không? Với 5 nhãn hàng lớn chuẩn bị chọn anh làm người mẫu độc quyền, thì anh sẽ chọn nhãn hàng nào? Để tôi đoán thử nha. Chắc là anh sẽ chọn cái nhãn hàng nào mà anh ăn được đúng không? Tôi đoán vậy á. Bây giờ anh có thể cho biết cảm nghĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh đã trở thành một ngôi sao, quá là không thể tin được. Anh nghĩ sao? Chắc chắn là má anh cũng không tin, có đúng không? Má anh nghĩ là anh nổ cho nó vui thôi. Bây giờ thì anh có thể cho khán giả đây biết là sắp tới anh sẽ tung ra một cái sản phẩm gì hay không? Để tôi đoán nha. Đó là một điều cực kỳ tuyệt vời. Nó là một cơn gió mới lạ và kinh hoàng. Hả? Bà MC này nè, bà Dương. Cảm ơn. Cũng vừa lúc chương trình 5 phút giây sau đã hết. Và bây giờ là 50 phút dành cho quảng cáo. Nhiều đó còn ít đấy chú. Con chỉ lựa mấy cái tờ có hình tinh ngố đó trên bìa. Còn mấy tờ có đăng bài bên trong, quá trời, con khỏi lựa luôn. Cô Lan Tài, cô Lan Tài, cho chị chụp hình với em nè. Tắm rửa nha. Biến tay. Biến. Còn nhẹ. Cưng ơi, anh tới đây là để giúp em. Anh muốn làm bảo kê cho em. À không, nói thật ra là anh muốn làm quản lý của em, thấy không? Thí dụ như em có show, em lãnh từng cát-xê, cái anh em mình chia ra 50-50, chịu không? Chịu. Đó. Chết liền á. Đây, ê, nói vậy này. Thôi giờ vậy nè, anh sẽ chịu thiệt chút xíu. Em 60, anh 40. Đó. Không được, em đẹp trai chứ em không có bị khùng nha. Đẹp trai hả? Vậy để cho Lăng Hai giấu trước mặt mày thử coi mày còn đẹp trai không ha. Năm ơi, nè. Đừng, năm ơi, ừ, năm ơi. Ở đây nè. Cái gì? Khoan, đứng lại. Ê, Năm Lô, cô Lan Tài là của tao. Tụi bay, biết. Ê, mày thèo, chỉ làm ăn trong giang hồ tao nhìn mày lâu lắm rồi nghe mày. Nhưng mà cái mối này á, phải là của tao. Của tao. Ê. Năm Lô, mày không có cửa đâu nghe cưng. Mày mới là không có cửa đó. Mày kêu thằng Tài. Tài đâu? Tài đâu? Kiếm lấy cho tao. Tao rồi. Thank you.
này còn phải cứu ông luôn. Đi, họ chỉ muốn bắt anh thôi mà. Có cho vàng họ cũng không dám làm gì mi đâu. Không được, có chạy thì cũng chạy. Nhưng nếu như vậy thì cũng đâu có nhất thiết phải lao vô đánh nhau với người ta kinh khủng như vậy đâu. Họ cả hai băng như vậy, có mình anh sao lại được. Đánh không lại cũng đánh nữa. Ai biểu bọn họ dám di vào vô cổ giám đốc. Ui da, nhẹ nhẹ được không? Muốn nhẹ thì không được kêu giám đốc nữa. Vậy kêu bằng gì? Kêu mi đi. Ui da, nhẹ nhẹ dám mi. Chỗ nào đâu? Vậy chỗ nào không đâu? Chào cô. Chuyện gì vậy bác? Chào cô. Má, sao má khóc vậy? Bên dự án nhà đất bất động sản gì đó, họ nói con không có chịu đi họp. Họ nói là nhà mình ưu lì. Này ông kia, ông làm gì tôi cũng được nha. Ông làm cho má tôi khóc hả? Tôi thu đủ với ông á. Cậu chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đến đây là theo lệnh. Không phải con. Lệnh gì? Lệnh của ai? Đây là lệnh đích thân của chủ tịch. Đây là một dự án trọng điểm, cho nên không thể nào chậm cái tiến độ khởi công được. Và chủ tịch đã đặt cách tặng cho gia đình một căn hộ chung cư còn tồn lại ở khu... Được tận nhà hả? Vậy sao má khóc? Bởi vậy thì tự nhiên má thấy mình được may mắn quá. Má tủi thân nên má khóc mà. Trời ơi. Ơi, nhà to quá, làm sao mà ở hết cho được. Má ơi, tự nhiên con thấy chóng mặt quá. Đi bên này nè mọi người. Má, má ơi má. Ông là ai? Má tôi có nợ nần gì ông không? Tự nhiên thấy ông cứ té xỉu à. Ở trong nhà ăn cơm á, không biết làm gì mà có chén cơm hôm qua giờ ăn chưa xong nữa. Đứa nào đâu sao hỏi gì tao ngồi đó vậy? Con tại Khoa Lan nè ngoại. Ngoại cho con xin tá túc ở nhà ngoại vài năm thôi nha ngoại. Từ ngày mày còn ở chuồng, ngày nào không có mặt ở đây, mày đặt nhiều chuyện à. Đi bộ vậy? Còn má thì sao?
Ba mẹ gái giờ rồi hả? Má tôi phải cầm lưng lựa từng củ khoai sùng nuôi tôi khôn lớn nè. Má bán hết tuổi xuân, bán ruột gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng, bán tới nội thành Ho Lao luôn. Bây giờ ông ở đâu ông mòi về? Bắt tôi kêu bằng ba. Quên đi, quên đi người ơi. Nó có nói gì ngoại đâu, nó chửi ba đó mà. Mà mày gan thiệt, mày dám nói vậy trước mặt ổng luôn hả? Nghĩ trong bụng nghe thôi, ngu gì nói ra. Nội ma nghe được, ma xỉu á. Mà mày cũng tài năng thiệt nha, đùng cái nổi tiếng luôn. Tài năng không khỉ móc xì á, tất cả là nhờ cái đồ hồng may mắn hết. Đồ hồng gì? Là cái đồng hồ may mắn nè. Tất cả nhờ nó hết á. Mà tao ấy á, bây giờ mày nghĩ giao gao đi, làm trợ lý cho tao. Hả? Mày nói gì? Làm trợ lý cho tao. Vậy cũng được luôn hả? Nhưng mà thảm đỏ chỉ dành cho Celeste, còn trợ lý thì đi lối kia. Nó là bạn. À không, nó là trợ lý của tôi á, cho nó vô đi. Dạ không được. Anh thông cảm đi, đây là nguyên tắc. Cho nó vô đi. Thôi 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 thôi, mày vô đi. Tao đi đường kia cũng được. Vô đi. Ừ. Vậy chờ tao chút, tao ra liền nha. Vô đi. Cười gì? Vui lắm hả? Rần luôn á. Còn anh nè, đang làm bạn của nó, tự nhiên xuống làm lính cho nó. Em thấy hèn hơn cái chữ hèn không? Bởi vì bây giờ người ta nổi tiếng rồi, người ta khinh thường anh là đúng rồi. Để tôi coi, để tôi coi anh nổi tiếng được tới chừng nào nha. Thôi bỏ đi, uống đi. Cãi nè. Nè. Ê. Vô. Kẻ thứ ba thất bại. Chúng ta là những kẻ thất bại, nhưng chúng ta không cam lòng. Đúng. Không cam lòng. Vô. Ha 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 ha!
xin lỗi, tôi không có ý. Cô bị đuôi hả? Tôi không có thấy đường ngập. Bộ bắt cháu nó xong đây được. Ờ, tôi xin lỗi rồi mà. Thôi, người ta xin lỗi rồi, anh bỏ qua cho người ta đi. Người lớn nói chuyện, cô nó xin vô làm gì? Em cô... xin lỗi rồi mà anh, cô... em xin lỗi. Nè, anh mới nói gì? Bộ má anh sao mình nói vậy? Em diễn cái gì vậy? Mập vô một cái là ớt thước tha bước ra ngay. Hiểu chưa? Làm lại. Mày Giang, hãy sử dụng sản phẩm giảm cân con còn hơn. Bị hết pin thôi. Má nói đi. Trời ơi, chết tôi ơi. Má đợi con chút con gọi lại nha. Rồi, làm gì té tôi vậy? Mới đi chơi với bé Ú về phải không? Tại sao mày gạt tao? Tao gạt mày cái gì? Mày nói với tao cái đồng hồ này may mắn. May mắn không? Hả? Nhìn nè, may mắn không? May mắn không? Hả? Thì có sao tao nói vậy thôi. Mày sợ tao hơn mày. Rồi mày đối xử với tao vậy? Tao tốt với mày quá mà Tài. Sao mày chơi tao vậy? Tao biết tao chơi mày gì tao chết liền. Tao thề luôn á. Tao chán cái cảnh làm con chó theo đuôi mày lắm rồi Tài ơi. À, vậy mày đừng làm con chó theo đuôi tao nữa. Bây giờ mày muốn làm con gì mày nói đi, để tao sắp xếp cho. Tư ơi, Bây giờ Mày nhường hết sự diễn mày cho tao đi. Được, để tao gọi cho ông Tony phát. Bây giờ mày nhường luôn con vậy, đại gia mày cho tao luôn. Dám không? Mày nói ai vậy? Mày với ai nữa? Nè, mày muốn lấy cái gì của tao cũng được. Mày muốn ăn hết khoai của tao cũng được. Nhưng riêng mày, mày đừng có giỡn nha. Yêu quá, hạnh phúc quá. Mày chỉ là một thằng trai bao mà thôi. Ây da, trời ơi. Hoài ơi, thằng Tài nó đánh con. Hoài ơi. Mày ra khỏi nhà tao. Thằng chó, mày biết. Đi chưa? Tao làm gì bây giờ mày đi chưa? À. Gì? Chưa là gì nữa? Trời ơi thằng này. Trời ơi. Thằng con này. Mày đi chưa? Hả? Sang đến Paris, anh nhớ đứng im tại sân bay, chờ Tony tới đón, không được chạy lung tung nghe chưa? Ngoan đi. Đi 2 tháng thôi, rồi về với em. Anh sẽ thèm khoai và thèm em chết luôn á. Anh có bà tới tiễn anh đi nữa kìa. Trời ơi, anh đã nói đừng có để ông xuất hiện trước mọi người mà. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn cứ là ba của anh, là ba của tụi mình. Không, má thì anh có thể chia sẻ được, còn ổng thì không. Nếu muốn, ổng là ba của mình em đi. Anh có dám khẳng định tận sâu trong lòng của anh nghĩ như vậy hay không? Có. Xạo, anh có thể mở lòng với tất cả mọi người, tại sao đây là người thân ruột thịt của anh lại đóng chặt lòng mình lại như vậy? Gì vậy thận? Không, bởi vì anh quá thương. Anh quá thèm khát tình cảm cha con. Bởi vì em biết cái gì mà nói. Anh đã lầm, em biết hết. Cái áo mà anh đã mặc khi đến gặp em xin việc, má nói dối anh là cái áo đó má mua cho anh. Nhưng mà chính anh biết cái áo đó là áo kỷ niệm của ba. Anh vẫn mặc và luôn giữ nó ở bên mình. Đây, nếu anh nói anh hận ba anh, vậy thì anh hãy chứng minh cho em thấy đi. Anh quăng cái áo này trước mặt em coi. Hay là để con gọi điện thoại kêu anh ra lại. Không cần đâu. Bao nhiêu năm nó sống vì má nó, giờ hãy để nó sống vì bản thân nó chút đi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em và ba trở tay không kịp. Giờ ông đâu rồi? Lúc mà tiễn má đi, ba cũng chịu không nổi phải đi nằm hồi sức. Hồi nãy anh Lộc mới vô tới, nói là ba bỏ viện đi đâu mất tiêu rồi, không tìm được. Đi đi, em cũng đi luôn đi. Anh nói sao? Đi đi, đi hết đi. Thưa quý vị, thật ra bây giờ đang là giai đoạn khó khăn nhất của anh ta, cho nên tôi có cái đề nghị. Cút hết, để cho anh ta được yên. Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Chưa có thông tin gì nhiều, nhưng điều tôi biết rõ nhất là thằng Tài bị người ta gài bẫy. Nó thương má nó còn hơn là bản thân nó. Vậy thì thằng nào bịa ra cái chuyện mà nó bất hiếu khiến cho má nó muốn tức mà chết? Chỉ là tào lao. Bịa đặt hay gài bẫy đều rất là thúi. Giang hồ cỡ như tôi còn lưỡi không được. Chúng ta hãy cùng tìm ra con chuột nào làm chuyện đó, lôi nó ra. Được. Ê, xong chuyện đó tính tới cái mèo này. Được. Sao rồi? Thôi thì anh cũng muốn hùng với em chút đỉnh để trả tiền cho ông Dũng. Tới giờ này mà anh không hiểu được Dũng hả anh Tài? Hắn ta không phải muốn tiền, mà hắn ta đang nhắm vào anh. Và hắn muốn công ty này, cho nên em đã ký tên rồi. Xong, cho nhẹ đâu. Còn tiền này, anh mới bán căn hộ xong. Cái gì? Anh có biết căn hộ đó? Anh không còn biết. Biết để làm gì chứ? Căn hộ đó, xe hơi, phim ảnh, album, ngôi sao, tiền, tất cả đều là khoai sùng hết. Tự nhiên ở đâu từ trên trời rớt xuống đầu tôi cái bụp, rồi bắt tôi đánh đổi bằng mạng sống của má tôi, rồi hận thù, rồi lỗi tại tôi. Anh đừng có nghĩ như vậy. Thật ra cái này mới thiệt là của tôi nè. Cái này lúc trước là của anh, nhưng bây giờ anh không được quyền cướp nó đi khỏi em. Tôi không có quyền hả? Tôi không có quyền này, tôi không có quyền kia, còn không quyền gì nữa. Tránh xa tôi ra đi, tôi không muốn làm trái bao nữa. Nói cái gì vậy? Trời bao, anh đang xúc phạm bản thân mình, anh đang xúc phạm tình yêu của em đó. Cái gì của Tài Khoai ngày xưa thì bây giờ trả lại cho Tài Khoai đi. Thank you.
giấy tờ có hình của bà. Sau mấy lần chuyển nhà, thất lạc hết rồi. Bữa bà mất, tôi có lục tung nhà nhưng mà không tìm được tấm nào. Đầu ra ngày qua ngày lo sống cột xong, lo chi chụp hình cho lúc chết. Lúc má cậu mang thai thì bà ấy đã chớm bệnh rồi. Nhà thì nghèo, bán sạch đồ trong nhà để lo thuốc thang cho bà. Uống nhiều thứ thuốc lắm, uống đến mức độ mà ảnh hưởng tới cái thai trong bụng. Cho nên lúc sinh cậu ra, cậu tưng tửng là vậy đó. Càng chữa thì bệnh càng nặng. Đến năm cậu 3 tuổi thì bán luôn căn nhà rồi ra đây cất chòi ở. Lúc đó túng quá, ba nghĩ tôi túng quá, tôi tính đi ăn cướp. Nhưng mà chưa kịp ăn cướp thì gặp cái thằng nó đi giật đồ người ta. Nó đâm người ta rồi nó bỏ chạy. Tôi dí theo rồi vô tình làm cho thằng ăn cướp chết queo. Vậy là tôi vô tội. Trời ơi, thiệt hả? Chết cha, bà có sao không? Cậu mới kêu tôi cái gì? Con bị tưng tưng chứ con không có bị ngọng. Con hỏi là ba có sao không? Bà ơi, trời ơi, nó làm văng nước sâu vô người tôi chỉ có một giọt mà nó kêu tôi tiếng ba ngọt sớt. Con bưng nguyên nồi khoai luộc này đổ hết trên người ba cũng chấp nhận nữa con. Chi vậy? Ba mới bị tưng tưng á. Sao cuốc? Suy nghĩ nhiều nhức đầu quá. Lấy cuốc ở đây cuốc cho đỡ nhất à. Thì chứ ba cuốc chi vậy? Thì tao thấy mày cuốc thì tao cuốc theo. Trời đất. Bây giờ lỡ cuốc rồi, mày tính trọng gì? À, hay là sao nó không đi đưa thiệp mà em đưa? Tại anh Lộc sợ là anh còn giận ảnh.
Anh quên rồi. Anh Lộc với lại bé Ú cũng có nhờ em xin lỗi anh. Anh quên hết rồi. Không phải, chuyện khác. Chuyện gì nữa? Chuyện hai người đó tiếp tay với lại Dũng nói xấu anh. Cái thằng quỷ này. Đó, anh giận. Không phải, anh chỉ thấy tội nghiệp cho nó thôi. Nhưng dù sao thì thiệt là ngớ ngẩn chứ. Em nghĩ là chắc chắn anh không có chịu đâu. Sao không chịu? Đám cưới của nó nhất định phải có cái bản mặt của anh vô. Thằng quỷ đó vẫn là bạn thân nhất của anh mà. Không phải. Chuyện khác. Chuyện gì nữa? Thì anh Lộc muốn nhờ anh làm phụ rể cho ảnh. Rồi ai làm phụ dâu? Em. Bi tài, lẹ lên, ba đang dội. Tài, ngồi xuống đi con. À, cướp. Hả? Ý tài nói là về vụ cướp, chứ không phải nói ba là cướp. Nè, ba đang rất vội nên bàn lẹ chuyện gì trước, cưới hay là công việc của tài. Ủa sao ba biết? Ba chờ ngày này đã lâu rồi. Cái gì đến nó sẽ phải đến, có gì mà hai đứa sững lên vậy. Thôi được, ba tính tặng hai đứa bay tìm vàng hoài linh như là quà cưới. Thêm nữa, ba tính can thiệp để cho tài tiếp tục làm diễn viên. Dạ không, con với lại anh tài cũng không muốn trở lại showbiz nữa, mà tụi con muốn trồng rau. Trồng rau? Dạ, con là tài khoai, tài rau, chứ không phải là khô lanh tài hay là tài showbiz gì hết á. Con sinh ra từ rau củ quả, nếu như chú đồng ý cho My lấy con thì là lấy tài rau, tài khoai, chứ không phải tài quái quỷ gì đó. Thôi được, nếu vậy thì... Ý, quen lắm nha. Làm thủ tục chuyển giao khu đất dự án treo cho hai đứa này. Dạ thưa chủ tịch, mục đích sử dụng là gì ạ? À? Trồng rau. Trồng rau? À, nhớ ra rồi. Ông này là người... Nếu không có ý kiến gì chính đáng nữa thì cuộc họp kết thúc. Ba đi đây. Dạ. À, về vụ tuyển nhân viên giao tài liệu. Hả? Cái tờ giấy tuyển dụng đó. Ba chỉ còn dính một vụ đó nữa thôi. Ngoài ra ba không can thiệp vụ nào khác nữa. Ba thề. Nói vậy là... nói sớm. Ủa cái gì vậy ta? Ông chặn chân tôi còn hỏi cái gì vậy ta hả? Ủa cho còn hỏi lớn tao mở lên nha. Từ khi nào mày bỏ ăn khoai thì tao bỏ ăn mỡ vợ tao. Anh này, chỗ đông người nó bậy bạ không à. Chào thằng em phái ăn sang. Khỏe không? Tụi anh mới ở tù về nè. Vì vụ tống tiền thằng Dũng đó. Giờ hẻo quá, tụi anh đang cần tiền đấy. Em hết bổng kê tính tiền rồi. Tính qua đây xin em làm chân bỏ mối rau được không? Dạ.
hai anh thương tình. Đây là chỗ làm ăn của em, hai anh đừng có diễn nữa, em sợ lắm. Thôi đi hai má, mệt quá đơm đồng nên tôi ký lệ còn đi công chuyện nữa nè. Dạ. Yeah. Đồng này phải không? Cái gì? Hợp đồng sao giống hợp đồng bảo kê quá vậy? Nó soạn đó. Tính như vậy thử hết con lao lên cho má đi bà. Ừ, vậy đi. Chú, con củ khoai đi chú. Thực ra đây chỉ là một chiếc đồng hồ hết sức bình thường. Ba quý nó vì ba cũng được người khác tặng. Con coi nè, nó bình thường đến mức cái vô nước là chết cũng à. Đó. Nhưng nhưng con vẫn luôn tin nó hả? Đó, chính là tính phong thủy của nó. Phong thủy là niềm tin trong con đó. Cậu, đồng hồ của cậu tôi sửa xong rồi, máy chạy còn tốt lắm. Chỉ có cái quai da này hơi cũ, cậu có muốn thay mới không? Dạ không, không cần phải thay bất cứ thứ gì hết. Trời, có làm khó ai cả đời đâu cậu. Ông trời không làm khó ai cả đời đâu cậu. Đây là chiếc đồng hồ phong thủy, nó sẽ đem lại sức mạnh và sự may mắn cho người nào đeo nó. Tôi đã may mắn đủ rồi, bây giờ nhường lại cho cậu, coi như thay lời cảm ơn. Nó có may mắn thì không? Chết cha. Cái máy khoai. Trời ơi bao nhiêu quần áo mới, xe hơi lung linh đi khắp các mọi nơi. Đi đến chốn xa hoa, ai ai cũng phải nhìn ta. Sự thật là một vài đêm tất cả lòng người ta. Trả lại những thứ tôi đã vay mượn ở trong đêm qua. Trả lại vài ngày rồi.